Xin chào các bạn đến với Joker Helmet Shop. Thì, trước mặt tôi đây đang là một chiếc mũ đến từ thương hiệu Shark của Pháp. Và cái mẫu này là mẫu Shark Squad. Đây là một trong những cái mẫu mà gần như đầu tiên trên thế giới xuất xưởng với những cái đường phát quang ở đây. Có đèn LED tích hợp luôn trên mũ và có pin ở trên mũ luôn. Thì thực ra họ quảng cáo thế, nhưng mà có một cái thương hiệu khác nó ít nổi tiếng hơn, đấy là Soul. Cái thương hiệu đấy nó bán ở thị trường Mỹ thì tên là G-Max, và nó cũng đã tích hợp đèn LED từ rất lâu rồi, nhưng mà nó chỉ ở đằng sau gáy thôi. Còn với chiếc Shark này thì bạn sẽ có hai đường ở đằng trước và một và hai đường ở đây phía sau. Đấy. Cái nút bấm thì nó sẽ nằm ở bên dưới đây. Đây. Bấm, và ở đây thì có cái cổng sạc micro USB. Đấy. Thì mỗi lần các bạn bấm đây nó sẽ có hai chế độ nháy, một là chế độ sáng liên tục hoặc là chớp. Đấy. Thì nó sinh ra là để chạy tour. Đây là một chiếc mũ thuộc dòng Sport Touring. Cho nên là thứ nhất, cái đèn LED là để trợ giúp các bạn khi mà các bạn chạy tour, bởi vì đã chạy tour thì kiểu gì cũng sẽ có thể có khả năng là đi buổi tối. Cho nên nó sẽ rất an toàn, gây chú ý cho những cái phương tiện khác. Và thứ hai nữa là vì các bạn sẽ có khả năng đi cả ngày, cho nên là nó tích hợp lên cả kính râm để các bạn có thể chạy không lo nắng nôi mà vẫn có thể không cần phải đổi kính liên tục. Đấy. Và một đặc điểm nữa mà tôi đánh giá rất cao ở đây, đấy là chiếc mũ này nó sản xuất ra có lẽ là ngay từ lúc thiết kế nó đã hướng tới những cái đối tượng chuyên làm moto vlog. Các bạn có biết tại sao không ạ? Tôi sẽ giải thích luôn ở đây. Đây, các bạn hãy nhìn cái phần cầm đây. Nếu như mà các bạn dùng những cái loại mũ khác, phần cầm này nó nhọn hoắt, thì các bạn sẽ hiểu được cái cảm giác là rất khó chịu, bởi vì không thể nào lắp được cái camera ở vị trí này. Đấy. Thế nhưng mà với chiếc mũ Shark này thì nhà sản xuất họ để sẵn một khoảng đây, các bạn nhìn thấy nó phẳng lì đó, và cái phần này nó to bằng đúng cái miếng dán của GoPro. Đồng thời cái khe gió họ thiết kế cao lên bên trên này, cho nên là nếu mà các bạn có dán cái gì vào đây thì nó cũng sẽ không cản cái phần hút gió nữa. Đấy. Rất là tuyệt vời. Ngay cả đèn cũng sẽ không bị cản. Và gắn ở đây thì các bạn có thể đưa ra cái phần miệng để làm vlog thoải mái. Kèm theo mũ đây thì có bộ thẻ bảo hành, số series đàng hoàng đây. Kèm với đĩa hướng dẫn sử dụng. Đây họ không in, để cho đĩa với một ít những cái miếng dán phản quang. Đây, cái miếng dán phản quang để chạy tour này, kèm với cáp để sạc. Đó. Thì trong cùng cái phân khúc này thì các bạn có K3SV có giá gần tương đương. Cao nhất của K3SV thì rơi vào khoảng 7 triệu. Thì chiếc Shark Squad này có giá 8 triệu 3. Nó chỉ đắt hơn một tí, nhưng mà với những cái tiện nghi mà các bạn nhận được thì nó không kém gì chiếc K3SV cả. Mà nếu mà so theo phân khúc ấy, thì chiếc này của Shark nó được xếp ở
thì một cái hãng cao hơn, nó tương đương với K5. Đặc biệt là chiếc này nó cũng khá nhẹ. Và ngoài ra nếu mà các bạn bị cận thì các bạn có thể an tâm, bởi vì ở đây họ có cái Easy Fit dành cho người đeo kính. Các bạn chỉ việc đút cái gọng kính vào đây, thậm chí là cái kính cận của bạn sẽ không cần phải đeo lên tai nữa, không bị đau, cực kỳ tuyệt vời. Và nếu có nhu cầu mua chiếc mũ này thì các bạn hãy liên hệ với Joker Helmet Shop, số máy 0947609085, hoặc truy cập website của chúng tôi để xem thêm những sản phẩm khác. Đây, website jokerhelmet.com có chữ S. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tới nha.